Thầm thì nhìn người mà ra đi, anh chẳng níu kéo điều gì mà nghe sao đáng thương, nhìn nhau như khó hương, tìm em ở bốn phương. Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi được trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục chăm sóc sức khỏe. Với chủ đề dinh dưỡng, hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu bát canh cải xanh có lợi gì cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm thì hãy đồng hành ngay sau đây cùng với Trang nhé. Thì trên tay Trang đang cầm đây chính là bát canh cải xanh còn nóng hổi luôn các bạn nhé. Vừa nấu xong đây thì Trang nấu cùng với chả cá thác lát. Thì nhiều người cứ hỏi Trang rằng là cải xanh nó có tác dụng gì hay không, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cùng với Trang. Phần đầu tiên chúng ta sẽ cùng Trang điểm danh qua tác dụng của cải xanh. Một loại cải dường như khá thân thuộc đối với tất cả mọi người, bạn cũng có thể xem hình ảnh để biết về cải xanh, cũng như là xem lại người mà ra đi, anh chẳng nếu kéo điều gì mà rằng là chúng ta phải đưa xương sầu hay quỷ vào trong cái khẩu phần dinh dưỡng của mình thì mới mang đến những cái giá trị có lợi cho sức khỏe. Nhưng không phải nhét những món ăn thân thuộc đưa vào cái khẩu phần dinh dưỡng của mình mỗi ngày. Nó vừa cung cấp những cái giá trị dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, bên cạnh đó nó cũng được xem như là một bài thuốc có lợi cho sức khỏe của các bạn. Vậy một bát canh cải xanh nấu cùng với cá hoặc là thịt bằm hoặc là tôm đó thì nó sẽ mang đến những cái giá trị dinh dưỡng nào cho bạn và có những cái tác dụng gì? Bây giờ điểm danh cùng với Trang. Tác dụng đầu tiên là nó sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể của các bạn, bởi vì những vitamin C trong cải xanh cực kỳ dồi dào, kèm theo đó là những chất chống oxy hóa từ flavonoid đó, thì nó sẽ giúp cho bạn là tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn một cách tốt hơn. Thứ hai là nó sẽ giảm đi cholesterol trong cơ thể và tăng cường sức khỏe tim mạch. Giảm cholesterol ở đây nó sẽ giảm đi cái nồng độ cholesterol xấu, tăng cường cholesterol có lợi cho sức khỏe của các bạn. Từ đó sẽ bảo vệ tim mạch của bạn khỏe mạnh hơn, hạn chế tối đa việc là xơ vữa động mạch nè, cũng như là hình thành máu đông gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Tiếp đến là nó sẽ giúp cho bạn tốt cho đường tiêu hóa. Nó sẽ ngăn ngừa được tình trạng táo bón bởi vì hàm lượng chất xơ từ cái loại rau xanh này mang đến cực kỳ dồi dào. Chúng ta nói đến cái lợi ích từ việc bảo vệ xương khớp của cải xanh, bởi vì nó sẽ có tác dụng là kháng lại những cái chất gây viêm trong cơ thể, cho nên là nó sẽ ngăn ngừa được cái tình trạng viêm đau nhức xương khớp cho bạn. Đồng thời nó sẽ tốt cho xương, ngăn ngừa loãng xương bởi hàm lượng canxi có trong cải xanh. Tin vui cho những ai gặp vấn đề về bệnh gút khi mà sử dụng cải xanh, bởi vì cải xanh nó có tính kiềm, nó không có chứa nhân purin nữa, cho nên khi bạn đưa vào cơ thể thì nó sẽ không có tăng cường purin, có nghĩa là bệnh gút của các bạn nó sẽ không ảnh hưởng, nhưng mà nó có tính lợi tiểu nhẹ thì nó có thể giúp cho bạn đào thải cái lượng acid uric ra bên ngoài theo đường nước tiểu một cách tự nhiên, rất là có lợi các bạn nhé. Bởi vì kiềm mà acid gặp kiềm nữa nó sẽ trung hòa và nó sẽ đi ra bên ngoài một cách dễ dàng hơn. Tiếp đến đó chính là có tác dụng giảm cân. Hàm lượng chất xơ trong bất kỳ các loại rau xanh nào, khi bạn bổ sung đúng, nó đều giúp cho bạn giảm cân, lấy lại vóc dáng, kèm theo đó là dinh dưỡng, luyện tập và nghỉ ngơi. Cải xanh là một trong những cái loại thực phẩm giúp cho bạn giảm ho rất tốt, đặc biệt là ho khan, ho có đờm, bởi vì nó có tác dụng là ít khí huyết và tiêu đàm, cho nên nó sẽ giúp cho bạn giảm đi tình trạng ho rất là hiệu quả bạn nhé. Nó sẽ tốt cho thận của bạn nè, cũng như là phụ nữ thì gặp vấn đề về đau bụng kinh hoặc là rong kinh đó, thì khi chúng ta sử dụng cải xanh, 100g cải xanh xào với cật heo mỗi tuần ăn 2 lần thì bạn sẽ thấy cải thiện tình trạng sức khỏe của mình rất nhiều bạn nhé. Những ai gặp vấn đề về cảm mạo, sổ mũi đó thì bạn cũng có thể húp một bát cải xanh nấu cùng với cá, thịt bằm nè, thì nó sẽ giúp cho bạn là giải cảm rất là tốt. Chúng ta có thể cho thêm vài lát gừng vào đó nữa bạn nhé.
Cải xanh có tính lợi tiểu nhẹ, một cách lợi tiểu tự nhiên, cho nên rất có lợi cho sức khỏe của các bạn. Nó sẽ ngăn ngừa được cái tình trạng là ung thư ở bàng quang. Bởi vì khi nước tiểu được lưu thông một cách thuận lợi đó, thì nó sẽ không ứ đọng và nó không tạo điều kiện cho vi khuẩn phát sinh ở đó, cũng như không lắng đọng những cái chất cặn ở đó, thì cái bàng quang của các bạn sẽ được bảo vệ một cách tốt nhất. Nói chung, cải xanh mang đến rất nhiều những tác dụng cho bạn. Như vậy bạn thấy rằng một bát cải xanh như thế này, có nghĩa là 100g cải xanh bạn có thể nấu cùng với 100g thịt tầm nè, hoặc là chả cá cắt lát 100g, hoặc là bạn có thể nấu cùng với cá lóc, cá rô đều được hết các bạn nhé. Và nó sẽ mang đến những cái giá trị dinh dưỡng cho bạn, kèm theo đó là một trong những cái vị thuốc có lợi cho sức khỏe của mình. Bạn thấy không, đơn giản đúng không ạ? Không có cần phải quá cầu kỳ, và chúng ta dễ dàng tìm kiếm nguyên liệu, cũng như chúng ta có thể dễ dàng chế biến để đưa vào khẩu phần dinh dưỡng của mình mà lại mang đến những giá trị có lợi như vậy. Nhiều người cứ hướng dẫn các bạn nấu thôi, nhưng mà họ không phân tích rằng là cái món ăn đó nó có lợi cho sức khỏe như thế nào. Thì hôm nay dinh dưỡng cùng Trang thì các bạn đã thấy được giá trị tuyệt vời từ cải xanh mang đi nấu canh, nó lại mang đến những cái giá trị tích cực như vậy. Những ai gặp vấn đề về ho, đặc biệt ho khan, ho có đờm, sử dụng cải xanh, canh cải đó, nó rất tốt cho bạn nhé. Mỗi ngày bạn ăn một lần coi bạn thấy tình trạng nó cải thiện một cách rõ rệt luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai, hướng dẫn cách sử dụng cải xanh tốt nhất. Sử dụng cải xanh có nhiều cách lắm. Bạn có thể xào, bạn có thể nấu canh, bạn có thể ăn sống. Nhưng mà cách tốt nhất ở đây Trang muốn chia sẻ với tất cả mọi người đó là bạn đem cải xanh đi nấu canh thì sẽ tốt nhất bạn nhé. Khẩu phần cho một người ăn đó các bạn nhé, thì 100g cải xanh, bạn có thể nấu cùng với cá lóc, cá rô, thịt bằm hoặc là chả cá đều được hết. Và chúng ta sẽ mang cải xanh về rửa sạch để ráo, cắt thành từng khúc, những đoạn vừa ăn đó. Và cái nguyên liệu thịt thì chúng ta có thể ướp đi, hoặc là cá bạn cũng có thể ướp. Sau đó thì chúng ta đơn giản thôi, Trang hướng dẫn cách nấu của Trang nha. Thì đầu tiên chả cá Trang sẽ ướp cùng với một xíu hạt niêm nè, một xíu hạt tiêu, hành tím và hành lá, kèm thêm một xíu nước mắm ngon cho vào, chúng ta trộn đều lên. Rồi bắt một nồi nước lên, khi nào nó sôi sùng sục lên đó thì sẽ cho chả cá vào. Rồi Trang sẽ nêm nếm lại cho vừa ăn. Khi nó sôi lại thấy chả đã chín rồi đó, thì bắt đầu Trang sẽ cho cái phần cái cọng vô trước, nấu lên sôi lên, rồi Trang sẽ cho cái phần lá vào sôi lên nữa, là Trang sẽ cho hành vào, cho tiêu vào, tắt bếp. Bởi vì các bạn lưu ý là cải xanh chứa nhiều vitamin C, nhưng mà các bạn không nấu quá lâu. Nấu quá lâu thì hàm lượng vitamin C nó sẽ mất hết, cho nên là nấu như vậy nó sẽ giữ được cái dưỡng chất tốt nhất. Nấu ở lửa lớn và nấu nhanh các bạn nhé. Thì bạn có thể sử dụng, nếu như mà những người gặp vấn đề về tim mạch đó, thì mỗi tuần bạn nên ăn ít nhất từ 2 đến 3 lần cái canh cải này, rất tốt. Còn nếu ai gặp vấn đề về cảm mạo, hoặc là bạn bị ho khan, ho có đờm, thì chúng ta sẽ sử dụng mỗi ngày một bát như vậy các bạn nhé, thì nó sẽ giúp cho bạn nhanh cải thiện. Và nhớ là khi nấu canh cải xanh nhớ cho thêm vài lát gừng vào các bạn nhé. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về cách sử dụng tốt nhất rồi đó. Bạn có thể ăn đơn thuần nè, như là một cái món canh, món súp để chúng ta húp, hoặc là bạn có thể ăn cùng với cơm, cơm trắng đó, kèm với những cái món ăn khác nữa. Bây giờ mời các bạn thưởng thức món canh cải xanh nấu cùng với chả cá thác lát với Trang nha. Do nó còn hơi nóng quá các bạn. Rất là ngon. Bởi vì Trang nấu mà, nó hợp với khẩu vị của Trang cho nên Trang nói ngon. Món ăn này trẻ em hoặc là người lớn tuổi đều có thể sử dụng được các bạn nhé. Cải này bạn ăn sống thì nó sẽ cảm giác là the,
Nhưng mà khi bạn nấu chín á thì nó không có đắng lắm các bạn nhé, cũng như không có còn cảm giác the nữa, nó rất là dễ ăn. Rất là ngon, các bạn hãy thưởng thức thử món này đi. Bởi vì không những nó mang đến cái giá trị dinh dưỡng cho mình mà nó còn tốt cho sức khỏe của các bạn nữa. Thì chúng ta nên bổ sung vào cơ thể của mình bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bước xem phần cuối cùng, phần thứ 3, những lưu ý khi sử dụng. Thì ở đây Trang có một vài những lưu ý thôi, những người dị ứng với cải xanh thì không dùng nè, những người gặp vấn đề về tiêu chảy hoặc là bạn đang gặp vấn đề về suy thận thì không nên sử dụng các bạn nhé, phụ nữ mang thai cũng không sử dụng. Nếu như bạn muốn dùng thì tham khảo ý kiến của người thầy thuốc trước khi dùng thì sẽ tốt nhất cho bạn. Và các bạn lưu ý là cải xanh có lợi cho sức khỏe rất nhiều, cho nên là mỗi tuần từ 1 đến 2 lần hoặc là 2 đến 3 lần chúng ta đưa vào cái khẩu phần dinh dưỡng của mình, kèm theo một cái chế độ dinh dưỡng nữa, thì nó sẽ bổ sung đa dạng các món ăn và dưỡng chất cho cơ thể của các bạn. Ăn vào cơ thể để chúng ta có được cái năng lượng để chúng ta duy trì hoạt động nè, giúp cho chúng ta có thể lực tốt hơn. Bên cạnh đó, những thực phẩm bạn đưa vào cơ thể của mình nó cũng là một vị thuốc để nó giúp cho cơ thể của chúng ta tăng cường sức đề kháng tự nhiên cho cơ thể, hay đơn giản là hỗ trợ phòng chống những cái bệnh lý trong cơ thể của các bạn một cách tốt hơn. Nếu như bạn thấy những kiến thức chia sẻ ngày hôm nay có ích đối với bạn thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang các bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithitrang.com. Xin chào và hẹn gặp lại.